Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số góc nhìn để giúp bạn có thể xây dựng một thái độ đúng khi đối diện với những thị phi và chỉ trích khi bạn xuất hiện trước công chúng. Làm thế nào để có thể đối diện với những chỉ trích và phán xét khi bạn xuất hiện? Bạn thân mến, một trong những rào cản và thách thức lớn khi bạn lựa chọn xuất hiện, lựa chọn bước ra để chia sẻ những giá trị, những thông điệp của bạn với thế giới này, đó chính là sự chỉ trích và phán xét của mọi người. Có những người có thể vững vàng đối diện và đi qua một cách đầy trí tuệ, nhưng cũng có không ít người đã để những sự chỉ trích, những sự tiêu cực này nhấn chìm tất cả tự tin và can đảm trong họ. Tôi có rất nhiều học trò có mong nguyện muốn được bước ra để chia sẻ giá trị, để cất lên tiếng nói riêng của mình, nhưng họ lại chần chừ, lo sợ bởi không biết mọi người sẽ nghĩ gì, đánh giá gì, không biết họ có bàn tán, có nhận định sai lệch về mình hay không. Và thế là họ cứ đứng mãi trong sự hoài nghi và lo lắng ấy. Bạn thân mến, trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số góc nhìn để giúp bạn có thể xây dựng một thái độ đúng khi đối diện với những thị phi và chỉ trích khi bạn xuất hiện trước công chúng. Điều đầu tiên để có thể giúp bạn đối diện với những sự chỉ trích và phán xét đó là chúng ta cần hiểu đúng về nó. Yêu và ghét vốn là một lẽ thường của đời sống và cũng là quyền tự do của mỗi người. Khi bạn chọn bước ra, sẽ luôn luôn có 3 nhóm người trong công chúng của bạn. Nhóm thứ nhất, đó là những người yêu mến bạn, những người đồng điệu với bạn, những người sẽ luôn luôn muốn ủng hộ và thậm chí bảo vệ bạn. Nhóm thứ hai, đó là những người không ưa bạn. Và đối với nhóm người này thì dù bạn có làm gì thì trong mắt họ, bạn vẫn rất tệ. Vẫn sẽ luôn luôn có những thứ để họ đánh giá, phán xét, để nhận định tiêu cực về bạn và thậm chí thị phi. Và nhóm người thứ ba, đó chính là những người không hề quan tâm đến bạn. Hãy luôn luôn nhớ rằng sẽ có 3 nhóm người như vậy trong công chúng của bạn. Vậy thì việc bạn cần làm ở đây là gì? Đó chính là hãy tập trung vào nhóm người thứ nhất. Bạn ở đây để phục vụ họ, để trao đến những giá trị xuất sắc cho họ, để có thể gắn kết một cách chặt chẽ với họ. Bạn ở đây chính là để phục vụ, để phụng sự cho những con người như thế, chứ không phải để làm hài lòng tất cả. Và một điều quan trọng nữa bạn cũng cần thấy ra đó là những chỉ trích và thị phi vốn là một phần, một lẽ thường của thực tại cuộc sống này. Aristotle có một câu nói rằng nếu như bạn muốn không bao giờ bị chỉ trích thì hãy đừng làm gì cả, đừng nói gì cả, đừng là gì cả. Đúng vậy, cách duy nhất để đảm bảo bạn sẽ không bao giờ phải đón nhận những sự chỉ trích, phán xét đó là đừng làm gì cả, đừng nói gì cả, đừng là gì cả. Đây chắc chắn là một cách an toàn và đảm bảo, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang sống một cuộc đời thật nhỏ bé, thật mờ nhạt và yếu ớt phải không? Câu hỏi đặt ra đó là bạn có muốn sống một cuộc đời như thế hay không? Có một điều bạn cần nhớ đó là sự chỉ trích và sáng tạo vốn là hai người bạn đồng hành. Thực tế đó là bất cứ khi nào bạn tạo ra một điều gì đó có giá trị thì sẽ luôn luôn có những người bất đồng với bạn, chỉ trích bạn, phê phán bạn. Đây là một lẽ thường của cuộc sống mà bạn cần và nên chấp nhận. Vì thế, thay vì tập trung vào việc làm thế nào để không bao giờ bị chỉ trích, hãy tập trung vào việc vun bồi nội lực của bạn để có thể mạnh mẽ đối diện và kiên định trên con đường mà bạn đã chọn. Một góc nhìn thứ hai để giúp bạn có thể xây dựng một thái độ đúng đắn trước những thị phi và chỉ trích đó chính là không phải tất cả những sự chỉ trích đều là xấu. Ở đây tôi đang nói đến những sự đóng góp, phê bình mang tính chất xây dựng. Chúng thường đến từ những người thực sự quan tâm đến bạn và muốn bạn làm tốt hơn. Vì thế, họ đóng góp để giúp bạn nhận ra những điều bạn có thể cải thiện. Từ khi trở về và làm giáo dục tại Việt Nam, tôi nhận được khá nhiều những lời nhận xét và góp ý mang tính chất xây dựng. Và tất nhiên, chúng được chia sẻ một cách đầy riêng tư và tôn trọng. Tôi rất cảm kích trước những lời nhận xét đó vì tôi biết nó xuất phát từ thiện chí của người nói. Vì thế, khi nhận được những sự chỉ trích, bạn cần sàng lọc và chọn ra những thứ thực sự có ích cho bạn. Còn lại, hãy bỏ qua.
Điều thứ ba vô cùng quan trọng đó là đừng bao giờ từ bỏ quyền năng của bạn. Quyền năng đó là gì? Hãy nhớ rằng bất cứ một lời nào một ai đó nói về bạn, thì bạn là người duy nhất có quyền quyết định bạn sẽ đón nhận nó hay không. Giả sử nếu như tôi mang đến cho bạn một món quà và bạn không nhận nó, thì món quà này vẫn nằm ở trên tay của ai? Vì vậy, bạn thân mến, người khác có thể nói bất cứ điều gì về bạn, nhưng bạn không nhất thiết phải đón nhận chúng. Bạn không bao giờ đánh mất đi quyền tự chủ ấy của mình. Người khác có thể dùng chỉ trích, thị phi để hủy hoại bạn, nhưng nếu như bạn không từ bỏ con đường của mình, sẽ không một ai có thể ngăn cản bạn bước tiếp. Và điều thứ tư có lẽ cũng là điều quan trọng nhất, đó là khi đối diện với những sự chỉ trích, phán xét tiêu cực, hãy yêu thương nhiều hơn. Có thể điều này khiến cho bạn cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng hãy cho phép tôi được giải thích với bạn nhé. Đa phần những người chỉ trích người khác thường không phải là những người hạnh phúc và bình an. Bên trong họ ắt hẳn phải tổn thương và vụn vỡ đến nhường nào mới khiến họ có thể nói ra những lời lẽ làm người khác khổ đau, phải không nào? Ngôn từ của chúng ta là một sự biểu hiện sống động của thế giới bên trong ta. Bản thân tôi chưa bao giờ nhận được một lời chỉ trích thiếu thiện chí nào từ những người mà tôi ngưỡng mộ, từ những người hạnh phúc, thành tựu và sống một cuộc đời có giá trị. Bởi có lẽ những con người thành tựu trên thế giới này, họ quá bận rộn với những công cuộc, với những ước mơ, với sứ mệnh của họ để mà có thời gian rảnh rỗi, bình phẩm, phán xét và chỉ trích người khác. Vì thế, khi bị ai đó chỉ trích, thay vì tức giận và tìm cách đáp trả, hãy tự nhủ với mình rằng những lời này đến từ một con người bất hạnh. Vì thế, hãy thương họ nhiều hơn. Hãy gửi cho họ năng lượng của tình thương và sự bao dung rộng lớn. Làm vậy không có nghĩa ta đồng tình với những việc làm của họ. Chỉ là ta hiểu rằng chỉ có lòng tốt mới chuyển hóa được những tiêu cực. Khi đối mặt với những chật chội, ngột ngạt của lòng người, hãy bình tâm để mở rộng thêm trái tim mình ra một chút và rồi lại kiên định bước đi trên con đường của ta. Bạn thân mến, vậy là tôi đã vừa chia sẻ với bạn một số những góc nhìn để có thể xây dựng một thái độ đúng đắn khi đối diện với những chỉ trích, phán xét tiêu cực mỗi khi bạn xuất hiện. Và một điều có lẽ quan trọng hơn tất thảy đó là hãy tiếp tục cẩn mẫn, bền bỉ, chia sẻ những giá trị của bạn, những thông điệp bạn ấp ủ trong trái tim mình. Tiếng nói của bạn có sức mạnh lớn lắm. Sự xuất hiện chân thật của bạn có ý nghĩa lớn lắm. Đừng để bất cứ thứ gì ngăn cản bạn làm điều này. Hãy không ngừng học hỏi để trở nên xuất sắc hơn mỗi ngày. Hãy không ngừng vun bồi nội lực để có thể kiên định vững vàng trên con đường bạn đã chọn, bất luận khó khăn thử thách thế nào bạn nhé. Biết ơn bạn đã có mặt tại đây và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.